Có gì bất ngờ đâu. Thật ra từ lúc mà tay Trần xuất hiện bên đó thì ai cũng biết Charlie là người của họ. Nếu như người nhà ông Trường muốn mua lại Lan Hà, anh tính sao? Không, tôi không bán. Được, để tôi xem còn bên nào hào hứng không. À, Đông Ba có vẻ vẫn đang quan tâm đến công ty của chúng ta đấy. Đông Ba. Tôi ghét Đông Ba. Ghét thái độ của họ. Nhưng mà tôi không ghét tiền của họ. Ok, có tin gì mới tôi sẽ báo lại anh sau. Có vui không? Có ạ, nhưng chắc là bố không vui đâu, vì con thấy bố cứ thở dài ấy. Thôi nào ông tướng, về phòng thay đồ đi con. Vâng ạ. Em đỡ hơn chưa? Em đỡ rồi. Anh đang lo lắng gì à? Mọi chuyện có vẻ không thuận lắm. Cái cô Hiền thì gọi cho anh suốt, mà việc bán công ty thì chưa đâu vào đâu. Thôi, cứ nằm nghỉ đi, ngồi lên làm gì. Thôi, để em dậy, nằm cả ngày mỏi người lắm. Thôi để anh. Theo em nghĩ, nếu như nhà cô ta vẫn muốn thông qua Charlie để mua lại Lan Hà thì mình bán thôi. Hét một cái giá cắt cổ. Dù sao, thứ chúng mình cần vẫn là tiền mà. Không. Quan điểm của anh rất rõ ràng. Tiền nhiều, đương nhiên là thích thật đấy. Nhưng không thể vì tiền thay đổi mục tiêu ban đầu được. Với anh, Lan Hà chính là sự trừng phạt cho lão Trường. Chúng ta không thể nào dễ dàng trao lại như vậy được. Vậy em quên rồi à? Cô ta còn cháo cho dụ mẹ ra tòa làm chứng chống lại anh cơ mà. Nhưng mà yên tâm, anh với Tuấn đang tìm đơn vị khác rồi. Anh cũng nên để ý tay Tuấn đấy. Hắn ta không phải dạng vừa đâu. Anh hiểu mà. Alo. Dạ anh ạ, em Tuấn đây. Dạ vâng, em gọi cho anh Long từ chiều đến giờ mà không thấy anh nghe máy ạ. Có chuyện gì thế hả Tuấn? Dạ vâng, bên Lan Hà có thông tin mới. Em hôm trước thì tưởng là chốt bán rồi nhưng mà nay lại thôi. Thành ra là em hỏi ý kiến anh Long xem là có muốn thu mua lại nữa không ạ. À, vụ này thì cậu cũng cần lo. Cậu Nghĩa đã ngồi với sếp Long hai hôm nay rồi mà. Nghĩa qua bên Đông Ba ấy ạ. Ừ, lúc ở đấy thì tôi thấy vụ này chắc cũng xong xuôi rồi. Cậu Nghĩa cậu nói thẳng là vụ này không cần qua trung gian lòng vòng làm cái gì cả. Trực tiếp cho nó dễ làm việc. Ơ, thế cậu không biết tới gì à? Lạ nhỉ? À, dạ vâng, chắc là mấy hôm vừa rồi em đi công tác nên là Nghĩa chưa kịp nói lại với em. Dạ thế thôi, em cúp máy trước, em chào anh nhá. Chuẩn bị giúp anh ý giấy tờ hôm trước anh dặn nhá. Thêm tí dầu má vào cho nó uy tín. Ừ. Anh biết vụ này chỉ có thể tin ở em thôi mà. Nhanh nhá.